Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải 35 đề ôn luyện toán lớp 1. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề số 19. Phần A. Ôn luyện kiến thức, kỹ năng và phát triển năng lực về cấu tạo số, đọc, viết, xét thứ tự, so sánh các số có hai chữ số trong phạm vi là 20, số trùng trục. Chúng ta qua phần B. Đề ôn luyện viết theo mẫu. Cái này chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 với 1 này là 11. À. Đây, cái này là bao nhiêu đây? Cái này là nguyên cả không. Cái khu này là 10 này. Rồi chúng ta đếm tiếp này. 11, 12. Viết số 12. Rồi, cái này là chúng ta viết viết số rồi xong đó chúng ta đọc số này. Cái này là 11. Cậu này là đọc là 12. Rồi cái này là 10 này, chúng ta không cần đếm lại nữa mà người ta đã khoanh sẵn cho mình rồi, 10. Này là 11, 12, 13. Này là 13. Này là 10 này, 11, 12, 13, 14. Này là 10, 11, 12, 13, 14, 15. Này là 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Rồi. Này là 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cái này là 10. Cái này cũng khoanh 10 nữa là 20. Còn không, nếu như ấy thì chúng ta đếm. Đó. Đây là bên này 10 đúng không? Đến tiếp này 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Này là 20. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài số 2. Rồi chúng ta đếm, chúng ta ghi vào cái chỗ này. Bao nhiêu trái dưa hấu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3. 10, 11. Chúng ta thấy nó tăng dần không? 10, 11. Rồi, 12, 13, 14, 15. 16, 17 chúng ta tăng dần không? Cái này là 15. 16, 17 này là 18, 19 này là 20. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Vẽ thêm cho đủ số hình. Như vậy đây là người ta hỏi cho là số 15. Ta đếm nó bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 đúng không? 13, 14, 15. Ở đây người ta hỏi cho 16 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 như vậy chúng ta sẽ vẽ tiếp 12 nè. 13, 14, 15, 16. Là nó hơi méo méo. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5.
17 đây, nối vào cái con cua này. 15 là vào đây. 11 vào đây. 12 à 20. 20 là vào đây. 12 vào đây. 18 vào đây. 19 này vào đây. 14 này vào đây. 15 qua trang tiếp theo. Bài số 6. Biết mỗi tập vở có 10 cuốn. Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu. Cái này là 10 cuốn này. À. Cái này là 10 cuốn này, gọi là cái ram ra vở á. À. Một lớp này thế này, 10 này là 20. À. Đây này là 10 này. Này là 10 này, cái này cũng 10 này, 10. 10. 10. 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50, 60. À, như thế này là 60. 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Chúng ta qua tiếp theo. Bài số 7. Nối theo mẫu 10 nối vào đây. 30 nối vào đây. 50 nối vào đây. 40 nối lên đây. 60 nối vào đây. 80 nối vào đây. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 8. 10, 20 này là 30, thấy nó tăng dần không? Tăng dần. 30 là 40, 50, 60, 70, 80. Rồi này là 90. Bài này chúng ta thấy là ngay chỗ này là có là 70 rồi tới 60, à 90 rồi 70 rồi tới chỗ này là 60. Chúng ta thấy nó giảm dần. À, chỗ này là dưới ở đây nó là tăng dần, còn cái này là giảm dần. Chúng ta ngược quả giải này lại. 90 là 80 này. 70 60 50 40 30 20. Đó này là 10. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.